Xin chào các bạn nha, hiện tại sau lưng mình đang chuẩn bị cẩu cái cây lớn lên nè, mời các bạn xem nha. Wow, cái cây này, cây này bự quá. Wow. Cây này mình mua hả anh? Cây nhiêu anh? Vậy hả? À, nhóm định nhóm à. Cây này theo mình đoán là nặng khoảng trên 5 tấn nha các bạn. Trên 5 tấn. Rồi sủi cát bớt cho nó nhẹ bớt ha. Để coi đem lên là cách nào không? Cái này lùa đại xuống hay vậy? Thank you.
giờ sẽ trồng luôn nha các bạn. Trồng luôn. Giờ anh đang di chuyển cổng nè để dựng cái cây lên ha. Ok. Qua đây chú ơi, đem lại. Bây giờ tuôn đất xuống các bạn. Leo lên dính cái móc cẩu rồi. Yeah.
Rồi bây giờ lắp đất thì là xong rồi các bạn, dùng mấy cây chổi nữa ha, 2-3 cây chổi nữa là xong. Rồi clip này đến đây kết thúc nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ đăng ký kênh nha.